không phải lưng tôi. Lưng tôi đau cơ, mà cái lưng này không đau, nhẹ nhõm. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời là lời thán phục của bác Đỗ Ngọc Ngạn, 85 tuổi, tại lớp học tập trí liên tâm cho các cán bộ hưu trí của tập đoàn liên doanh dầu khí Việt Xô, Việt Xốp Petro, thành phố Vũng Tàu, ngày 23 tháng 9 năm 2014. Bác Ngạn bị thoát vị đĩa đệm đã 3 năm, đi đứng đều bị đau đớn. Lúc bước lên bục sân khấu, bác phải bước lom khom. Vậy mà chỉ sau ít phút được bấm tập chỉ liên tâm, lưng bác Ngạn đã hết đau. Bác đi lại nhanh nhẹn, thậm chí bác còn đùa, đi như duyệt binh, và còn làm động tác uốn mình múa võ và gập lưng cúi chào. Có thể nói thập chỉ liên tâm cải thiện chứng đau dây thần kinh tọa nhanh như có phép màu. Bác đi từ từ nha, bác đi luôn khôn ha. Mọi người nhìn bác đi rất to lớn nha. Thì bác đưa tay nắm để đi lên được ha. Anh Tuấn, anh Tuấn đau quá ha. Bác nói tên bác. Tôi là Đỗ Ngọc Ngạn, 85 tuổi. Tôi thì cách đây hơn một năm là bắt đầu thấy đau cái đốt sự sống. Lên trung tâm y tế, ông chiếu, ông chuộc, ông bảo là thoát vị đĩa đệm cái cột 4 và cột 5. Thì nó mới đau dần dần, thế là tôi lên thì tôi kéo, tôi xoay. Thì lòng cái đốt cơ hà nó mới rung. Nhưng mà càng ngày thấy nó càng đau, mà đến nay thì thấy là đau tương đối hơi dữ dội, nóng lắm. Cho nên là tôi phải dùng đèn cao áp, tôi phải dùng đốc tơ hà, tôi phải dùng cái xoay ấy của Thái Lan. Thì làm nhiều cách thì nó cũng chỉ đỡ thôi. Tối là nhờ con cháu giúp nó vui giàu. Bà. Có cả bà ấy nữa. Bà. Cũng như nãy chúng ta nghe cái giới thiệu phương pháp điều trị bằng cái thập chỉ liên tâm, thì thực ra là trong cái phương pháp thập chỉ liên tâm ấy, thì điều trị cái chứng này cũng tương đối khá. Chắc có lẽ là mọi người sẽ chưa bao giờ thấy một phương pháp nào mà điều trị mà có hiệu quả ngay lập tức. Chúng tôi sẽ làm cho mọi người xem sơ một cái trong lúc mà thư giãn ha. Hai người này là mới học có mấy tuần thôi, tức là hai thầy này còn mới tinh sướng không đấy. Rồi mọi người nhìn cái cách mà tác động á, đây là cái cách mà hơi động lắm chưa tay, hơi động ha, coi như là kích thích cái hoạt động của các cái động của tay. Có hai trợ lý. Những cái động tác cực kỳ đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Chúng ta sẽ xem ấy, là đây là mới gọi là khởi động. Và khởi động mọi người nhìn nè. Bây giờ người ta ngồi dưới ta cũng lên. Đấy, mọi người lấy cái ngón tay này lên như thế này thì rất là dễ chịu. Mỗi sáng thức dậy ta về thì nó không biết lưu thông. Bắt đầu là đem cái phần đẩy cái mặt áo, chuẩn bị bóng với chú xin chuẩn bị bóng với những cái là cầm xoay đi xoay lại này. Lên anh thấy tỉ mẩn hay có thấy sướng không? Mình cầm mình đã thấy khoái rồi. Bắt đầu cảm thấy nó cứng. Ai hôm nay không đi là hôm sau là tiếp. Quá tiếc. Đấy. Rồi bây giờ bắt đầu là đến cái phần gọi là khai thông chân. Đây là cái phần tay. Tôi cái chân của tôi thường xuyên lạnh, vì tôi là tiểu đường với số độ 25 năm. Cho nên cái chân của tôi là nó có vấn đề. Nên thì tôi rất lạnh. Thường là tôi không phải đi tắm. Đêm qua tôi quên tôi mới đi tắm. Nên là cả đêm tôi trên đau cơ bóp rồi là sao bây giờ thế. Rồi, mọi người nghe bác nói chưa? Hai chân lạnh nè, bị tiểu đường 25 này.
bất cổ này. Ôi, để cao này cái việc gì hết. Nghe không? Hay là một chân cao chân thấp. Và bây giờ đến cái phần bô máu cho bác. Thì muốn bô máu thì phải chặn cái mạch máu ở trong cái nách và chặn cái mạch máu ở cổ tay. Và mọi người thấy là mình mình chế ra cái kẹp để mà chặn cái mạch máu ở động mạch quai và động mạch trụ ở cổ tay, và chặn hai cái mạch máu lớn tức là đại động mạch tĩnh mạch ở hố nách để cho máu bị chặn lại. Khi mà máu bị chặn lại thì cái lập tức những cái tĩnh mạch đó, nó phình lên, rồi mình đẩy những cái tĩnh mạch đó, và khi đẩy tĩnh mạch đó là tăng áp suất và cái hệ thống mao mạch nó được giãn ra. Thành ra là sự trao đổi giữa cái động mạch và tĩnh mạch nó được lưu thông, những cái gì mà nó bị bế tắc ấy, nó được lưu thông hết, và khi nó lưu thông được thì là bệnh nó sẽ lui. Nhưng mà ở đây là chúng ta chỉ mới rửa máu mắt này chưa có điều trị cái cuộc sống linh. Một chút xíu chúng ta sẽ tính tới cuộc sống linh cả. Tuyệt vời lắm đó cô ạ. Chưa chi đã thấy sướng. Rồi, bây giờ sau khi bơm máu ở tay xong thì chúng ta sẽ bơm máu ở chân. Rồi bơm máu lên đầu chưa? Bơm máu lên đầu luôn. Khóa đi, đấy. Khóa đỉnh đầu. Cái khuynh hướng của cái cơ thể của nhiều người mà lớn tuổi ấy, thì thứ nhất ấy, là máu bơm lên đầu kém và máu đưa xuống chân kém. Máu đưa lên đầu kém cho nên làm ra cái chứng thiếu máu não, làm cho mất trí nhớ, hay quên đấy, những người lớn tuổi thì hay quên, làm cho ù tai đít tai, làm cho rối loạn tiền đình. Còn hễ mà máu mà xuống chân yếu thì chân làm đau nhất. Và bây giờ đây là cái cách để mà đẩy máu lên trên não, và sau khi đẩy lên thì bác sẽ thấy là đầu óc là thoải mái, tay hết ù. Tôi đã thấy lần lần rồi, học đúng là rồi. Bây giờ bơm máu là xuống chân chưa? Hồi nãy giờ chưa? Đủ gì mới khởi động thôi mà. Bây giờ bơm máu xuống chân. Rồi, tức là đưa máu xuống dưới chân. Bơm máy tay xong là bơm máy chân. Tại vì cái chân bác lạnh đó mà. Bây giờ đưa máu xuống chân thì hai chân sẽ ấm lại. Chặn hai cái mạch máu ở bên sau kêu chân và hai cái mạch máu ở dưới cổ chân. Nghe đây, để em này. Rồi, mấy ngồi xuống đi. Về mặt xuống. Chứ đâu. Và sau khi mà khởi động hết rồi thì đến cái phần trị liệu. Rồi, đau không? Nhanh nghe. Đúng việc phải không? Rồi. Bắt đưa hai chân lên đi. Hai chân mình phải dài hơn. Và mọi người sẽ xem ha. Tức là khi mà tôi bấm cái các ngón chân này thì các ngón chân này tôi bấm nó sẽ tác động lên cái hệ thống thần kinh ở trên cuộc sống lưng. Và mọi người nhìn á là cái động tác á rất là nhẹ nhàng. Thì ông bao nhiêu năm? Ông bị đau bao nhiêu năm rồi ạ? Thần kinh tọa. Thật là cái này á. Cái này độ 3 năm. Bây giờ đứng dậy đi. Đứng ạ. Rồi bác coi tình hình nó sao rồi. Ôi, nhét đâm được rồi. Dễ chịu này. Đi 3 năm ra 1 giờ. Dễ chịu lắm. Đấy, điều diễn ra là quá. Ông còn cái bài ống nhỉ? Rồi, mọi người nhìn này ha. Mình lấy cái bóng, mình chặn ngay cái đầu, ngay cái khoeo chân và ép vô bụng. Và khi ép vô bụng thì bác sẽ thở ra. Hít vào. Rồi, thở ra. Rồi, thở lỏng nha. Hít vào. Thở ra. Xin mời bác Vân hiểu coi bây giờ cái lưng thế nào vậy? Không phải lưng tôi đâu.
Cái này không rồi, cái lưng này không rộng, mà nhẹ rồi. Con có nói là tuyệt vời đó các bạn. Rất tuyệt vời. Mà tại sao không gọi cái trung tâm y tế nó ra đây nhỉ? Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.